Chào mừng quý vị đến với một điểm tin giáo hội của trang thông tin giáo phận Phú Cường. Hai linh mục Phi Châu bị sát hại trong vòng một tuần. Quốc hội bang Victoria dự định bãi bỏ việc đọc kinh lạy cha. Một linh mục bị vu cáo lạm dụng tín dục được minh oan sau 8 năm. Tin Phi Châu Hai linh mục Phi Châu bị sát hại trong vòng một tuần. Hôm 20 tháng 3, người ta đã tìm thấy thi hài của cha Clement Atwu, người Nigeria, bị bắt cóc một tuần trước đó. Cùng ngày này, cha Toussaint Jumande cũng bị sát hại tại Cameroon. Cha Clement Uvu là cha sứ giáo sứ Thánh Mắc Cô ở Obinofia, Diuno, bang Enugu, Nigeria. Ngày 13 tháng 3, cha đã bị những tên cướp bắn bị thương và đưa đi khỏi nhà xứ. Ngày 20 tháng 3, thi thể trong tình trạng phân hủy của cha đã được tìm thấy trong khu rừng không xa, nơi cha bị bắt cóc. Đức cha Calistus Onaga của giáo phần Enugu đã yêu cầu cảnh sát bắt giữ những kẻ giết vì linh mục và ngài tố cáo hàng loạt vụ giết người cách bạo lực trên khắp đất nước được cha đã mời gọi các Kitô hữu tăng cường cầu nguyện cho đất nước. Được cha cũng tiếc là cảnh sát đã thất bại trong việc giải cứu cha Uvu dù đảm bảo rằng họ đang theo dấu những kẻ bắt cóc. Trong khi đó, những tên cướp này vẫn bình thản tiếp tục rút tiền từ tài khoản của linh mục thông qua thẻ ATM. Ngày 20 tháng 3, cha Tutsen Jumande, người Trung Phi thuộc dòng Capuchino đã bị sát hại. Cha Jumande sinh năm 1971 đã làm phóng viên trong thời gian dài tại Radio Siriri, của giáo phận Bua. Trên đường trở về cộng đoàn ở Cộng hòa Sát, cha dừng lại nghỉ ở Cameroon. Đêm ngày 19 rạng sáng 20 tháng 3 vừa qua, cha đã bị những người lạ mặt tấn công và bắn chết ở Ngaundere, Cameroon, nơi cha dừng lại nghỉ đêm. Tin Australia Quốc hội bang Victoria dự định bãi bỏ việc đọc kinh lạy cha. Quốc hội bang Victoria của Australia đang xem xét đề nghị chấm dứt bắt đầu các phiên họp hàng ngày với kinh lạy cha. Đây là một truyền thống đã có từ hơn một thế kỷ qua. Đề xuất này đang được xem xét bởi một ủy ban trực thuộc Hội đồng Lập pháp Victoria sau khi được giới thiệu bởi ông Gavin Jennings, Bộ trưởng Quốc hội cho Chính phủ của Đảng Lao động Kinh Lạy Cha hiện đang được đọc lúc mở đầu các cuộc họp Quốc hội Liên bang Úc và Quốc hội của mọi tiểu bang. Tại thủ đô Canberra, ngoài Kinh Lạy Cha, còn có một khoảnh khắc cầu nguyện trước khi bắt đầu các cuộc họp. Theo báo cáo ngày 20 tháng 3 của Nine News, trước cao trào chống công giáo hiện nay, không một chính trị gia công giáo nào dám phản đối đề nghị này. Thủ hiến bang Victoria Daniel Andrew, một người công giáo, cho biết ông cởi mở với đề xuất này. Bà Marlene Cairo, Bộ trưởng Bộ các vấn đề người tiêu dùng cũng là người công giáo, cũng nói cởi mở với đề xuất đó. Tuy nhiên, đừng trách họ, nếu như nhiều giám mục và linh mục tại Úc không dám công khai kêu gọi giáo dân cầu nguyện cho Đức Hồng Y Pell, thì đừng trách các chính trị gia. Kinh Lạy Cha đã được đọc hàng ngày trong cơ quan lọc pháp bang Victoria từ năm 1918. Năm vừa qua, Thượng quyền Quốc hội Liên bang Úc đã bác bỏ một đề xuất tương tự do các nghị sĩ của đảng xanh đưa ra. Tin Ba Lan Một linh mục bị vu cáo lạm dụng tín dục được minh oan sau 8 năm. Cha Adam Stanislaw Kusai đã bị một thiếu niên 16 tuổi vu cáo lạm dụng tín dục. 8 năm sau, cha được minh oan nhờ các bạn bè của nguyên cáo cho biết cậu ta đã dựng chuyện để trả thù cha. Cha Stanislaw Laucisza là một linh mục Ba Lan thuộc dòng Đấng Cứu Độ khi sang Cộng hòa Séc chăm sóc mục vụ cho các tín hữu Công giáo ở đây. Cha đã hiểu đây là một sứ vụ không dễ dàng khi quốc gia này có con số người xưng mình là vô thần cao nhất thế giới. Dù thế, cha vẫn không ngờ mình sẽ bị đưa ra tòa với cáo buộc làm dùng tình dục của một thiếu niên 16 tuổi. Năm 2011 giáo quyền đã cấm cha gia thi hành tác vụ linh mục và cha bị trục xuất khỏi dòng. Cha cũng bị tòa dân sự kết án 6 tháng tù treo, bị kỳ thị vì lời buộc tội nặng nề và bị bỏ rơi bởi hầu hết những người thân quen. Cha chỉ có thể tự lo liệu cuộc sống của mình nhờ đi làm công nhân. Năm 2016, vụ án đã được mở lại sau khi ba người bạn của nguyên cáo khai rằng anh ta dừng lên những lời cáo buộc vì cha không giúp đỡ tài chính cho gia đình anh ta nữa. Nguyên cáo được thẩm vấn một lần nữa và các chuyên viên được tòa án hỏi ý kiến đã khẳng định rằng các lời tường thuật của người cáo buộc là không đáng tin. Người ta thấy rằng người đó đã muốn trả thù vì linh mục, vì cha đã không muốn cho anh ta tiền. Giữa tháng 2 năm nay, cùng thời gian diễn ra khóa học tại Vatican về các vụ làm dụng tình dục bởi các giáo sĩ, tòa án thành phố Zenit của Czech đã xét đơn kháng cáo của cha Kershia và tuyên bố cha vô tội. Giáo phận Ostrava-Opava đã rút lại lệnh cấm cha Kershia thi hành thừa thắc vụ. Về phần mình, cha Kershia cũng muốn sớm được trở lại thi hành sứ vụ. Chia sẻ với Đài Phát thanh Công giáo Địa phương, cha Kershia nói, đó là ước mơ của tôi và tôi muốn rằng nó được thực hiện. Tôi đã luôn muốn phục vụ con người và Thiên Chúa. Tôi đã mất 9 năm nhưng tôi đã học được nhiều điều. Khi cha bị kết án, Báo chí đã đăng tải và nói xấu rất nhiều về cha, nhưng khi cha được minh oan thì lại có rất ít tờ báo đăng tải và loan báo tin vui cho cha. Một điểm tin giáo hội của trang thông tin giáo phận Phú Cường đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin lần sau.